Bài ngày hôm nay, cô và Tuliha muốn hướng dẫn các con cách chuyển thể của câu chuyện Ít Kiêu. Trước hết, ta cùng tìm hiểu về câu chuyện này. Đây là câu chuyện mang yếu tố lịch sử, vì thế có một số từ là từ Hán Việt, là những từ cổ các con lưu ý để sử dụng cho thật chính xác, phù hợp với thời điểm xảy ra câu chuyện. Chuỗi sự việc thứ nhất. Giặc Nguyên xâm lược nước Đại Việt ta. Kiêu nói chuyện với cha. Và trong lời thoại này có nhân vật Ít Kiêu và người cha. Ít Kiêu nói: "Con đi giết giặc đây cha ạ." "Mẹ con mất sớm, cha bây giờ tàn tật không làm gì được." "Cha ơi, nước mất thì nhà tan." "Cha hiểu chứ, con cứ đi đi." Chuỗi sự việc thứ hai. Ít Kiêu đến kinh đô Thăng Long để yết kiến vua Trần Nhân Tông. Và lời thoại giữa nhà vua và Ít Kiêu. "Trẫm cho nhà ngươi một loại binh khí." "Thần chỉ xiên một chiếc dùi sắt." "Để làm gì?" "Để dùi thủng chiến thuyền của giặc, vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước." "Ngươi là dân thường mà phi thường, ai dạy ngươi được như thế?" "Muôn tâu bệ hạ, người đó là cha thần." "Ai dạy cha ngươi?" "Ông của thần ạ." "Ai dạy ông ngươi?" "Vì căm thù giặc và noi gương người xưa mà ông của thần tự học lấy ạ." Đây là mẩu truyện được trích của tác giả Lê Thi.